Thôi thì ở đây lâu ngày cũng không quay nhiều clip nhưng mà cũng phải ra những cái clip chất lượng cho mọi người xem chứ, để mọi người còn theo tiếp tục theo dõi mình. Thì đây là một trong những cái bệnh mình thấy là rất là phổ biến trên đeo tay, và khi mà mắc phải chúng ta thường rất là lúng túng và không biết xử lý, hầu như là xử lý rất là nhiều thuốc nhưng mà không bớt. Thì đây là một trong những cái bệnh mà mình cho là một trong những bệnh khó trị, cũng như là nó bị mắc phải rất là nhiều trong cái quá trình trồng dâu tây của chúng ta. Thì đây là bệnh phấn trắng nha mọi người. Đây này, bệnh phấn trắng thì đầu tiên thì nó sẽ có những cái vệt phấn như thế này đấy, nó rất là nhỏ thôi, nó có thể ở trên lá và cũng có thể nằm trên quả nha mọi người. Mình sẽ nghiên cứu một số cái quả là bị phấn trắng cho mọi người coi. Đây mọi người thấy không, nó có bị phần phấn phấn màu trắng ở chỗ cái này này. Đây 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 này, nhìn không rõ người ta. Sao thế nhỉ? Video này, video này quay có khó thế nhỉ? Đấy, nó tương tương khoảng khoảng vậy đó. Khi mà nó bị nhẹ thì là nó bị phấn phấn một ít nhẹ ở đây. Còn khi mà nặng lên á là nó sẽ quắp và nó sẽ teo lại cái trái dâu của mình như thế này này. Đấy, nó teo lại và nó không không lớn và nó cứng. Đấy, còn ở trên lá thì đây. Trên lá là nó sẽ bị quắp lên như thế này. Đấy, nó sẽ bị quắp lá như thế này. Và trên lá thì nó xuất hiện một số các cái vết màu nâu đó, vết màu nâu như thế này nha mọi người. Đây là khẳng định luôn, mình làm bao năm rồi nên là mình có thể chắc chắn cho mọi người biết là cái nó bị như thế này là chắc chắn là bị phấn trắng rồi đấy. Còn đi sang đây mình sẽ quay cho mọi người là một số cái cây hiện tượng bị phấn trắng và một số cây không bị thì nó như thế nào. Thì đây đây là một trong những số các cái cây nó không bị nha mọi người. Cái lá nó chưa bị thì nó sẽ mở như thế này đấy, nó sẽ mở to như thế này và nó sẽ không bị quắp lại một chút nào cả. Đấy, quả ra thì nó sẽ không bị cái màu phấn 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 đấy. Đấy. Này, đây nữa này. Đây. Rồi, quả ra thì nó như thế này nha mọi người, nó không có bị phấn 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 nó nữa, còn lá thì lúc nào nó cũng sẽ mở như thế này nhá. Đó, lá lúc nào nó cũng sẽ mở tươi như thế này và to như thế này. Luôn thì dạo này quay video bị lười quá nhưng mà vẫn phải làm chứ, nhiều người vẫn nói chung là vẫn theo dõi mình và vẫn chờ những cái clip của mình ra, và mình tin rằng những cái clip của mình vẫn có một cái sự hữu ích tối thức với tất cả mọi người yêu thích dâu tây. Đây thì là một trong những cái cây nó bị bệnh này, mọi người thấy không, lá nó sẽ như thế này đó, như thế này và sẽ gây nó gây hiện tượng sang quả nữa mọi người. Đây cái chòm này là nó bị thì mình mới xử lý thuốc rồi nhưng mà bây giờ nó chưa, nó ra những cái lá khác thì nó sẽ đỡ hơn. Đây này, lá khác này, này. Còn những cái thời gian trước nó bị nó quắp hết như thế này và cái vệt nâu này mọi người thấy không, vệt nâu đỏ này đấy. Đây là mình làm thực tế thì mình chia sẻ thực tế cho mọi người thôi chứ cũng không ai rảnh đi quay những cái thực tế như thế này, mà phải có mới quay được cơ chứ không có lại không quay được. Đấy, những cái vườn đẹp thì người ta chỉ quay cây quay quả cho mọi người xem cho thích mắt thôi, còn những clip như mình thì mình chia sẻ thực tế những cái gì mình gặp phải trong quá trình trồng dâu tây và biện pháp xử lý của mình có được hay không được thì mình cũng nói. Đây này mọi người thấy không, cái cây nó bị phấn trắng này, cái quả của nó này, quả này là mình thấy 100% rõ ràng luôn đấy đó, có lớn được đâu đấy. Như thế này thì làm sao mà lớn được, và lá nó cứ teo dần và sau đó là nó sẽ lây lan rất là nhanh nha mọi người, vì phấn mà nó sẽ lây từ quả này sang quả khác và lây từ lá này sang lá khác rất là nhanh. Mình nếu mình không kịp thời phòng ngừa, đây cái quả của nó đây bị phấn này đó. Thế thì bị như thế này thì làm sao đấy, khi mà bị như thế này phát hiện hiện tượng ấy thì làm sao? Khi đầu tiên phát hiện hiện tượng ấy, là cái lá của nó nói chung là nó không quắp hẳn như thế này mà nó sẽ hơi quắp thôi, còn cái lá bình thường thì vừa nãy mình đã quay cho mọi người xem rồi đấy, mình quay cho mọi người xem rồi, nó không bao giờ nó bị như thế này đấy. Mình nhìn từ trên xuống này thấy không, nó bị quắp nguyên khu luôn đấy. Đây là nó bị lây rồi đấy, bị lây rồi cho nên là nó mới bị như thế này đấy, chứ còn nó không bị thì tí nữa, thì nãy mình quay cho mọi người xem rồi nó không bị. Đây, trên này nó không bị là nhìn nó khác hẳn này. Đấy. Chỗ này mình để quay, mình quay phải quay sớm cho mọi người xem. Đấy, chỗ này nó không bị thì nó như thế này mọi người. Cái lá nó không có bị quắp quắp vào nhau như thế đấy.
chỉ có cách nhau một tí thôi, nhưng mà chỗ bị chỗ không bị đấy mọi người, nhưng mà mình phải xử lý thuốc thôi. Đây, còn cái chỗ này là nó đang ra quả này, đấy, đấy cái lá nó không bị đấy, mọi người, mình cho mọi người biết là như vậy, nó không bị là như thế, còn nó bị là như thế. Sau rồi bây giờ mình cho mọi người xem cái cách xử lý của mình, thì tí nữa mình về nhà mình lấy thuốc mình cho xem, chứ từ đây về nhà nó cũng mất mấy chục, gần 100 mét, cho nên là mình lười quá, mình đang làm dở việc như thế này ấy, cho nên là thôi để tí nữa về mình sẽ quay cái thuốc rồi quay cái cách pha chế, rồi sau đó là mình sẽ quay cho mọi người xem rồi cái cách trị bệnh như thế nào, phun mấy lần và phun loại thuốc gì nha mọi người nha. Đấy, thì tí nữa mình sẽ quay cho mọi người xem là những cái thuốc nó như thế, rồi mọi người cứ áp dụng theo là ok, hoặc là mọi người đánh kiểu như nếu mà trồng nhiều thì đánh định kỳ cho mình là ok. Đấy, cây sẽ không bao giờ bị bệnh phấn trắng luôn mọi người ạ. Đấy, và vào trong mùa quả nhá, khi mà mình phòng được cái bệnh phấn trắng này á thì là nó sẽ rất là hay, bởi vì là nó sẽ không bao giờ mà gặp cái hiện tượng đấy, gặp cái hiện tượng đấy là nói thật ấy, bỏ nguyên cái vườn luôn. Bây giờ mình phòng ngừa được trước á thì là nó không bị, mà khi mà mình không phòng ngừa được á mà nó bị rồi á, mình đi phun thuốc thì cái lứa quả đấy gần như là không ăn được rồi, mà không ăn được á thì là khách khiếc các thứ, mình bán cho người ta cũng không được mọi người. Mình bán cho người ta thì mặc dù là nó không nhìn thấy bằng mắt, nhưng mà người ta ăn vào nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người ta, vì cái phun thuốc này cách ly nó phải 14 ngày cơ. Cái thuốc này nó tới 14 ngày chứ không phải là 7 ngày nữa. Mà kể cả là 7 ngày đi chăng nữa, nhưng mà mình xong qua 7 ngày mình bán mình vẫn thấy áy náy cơ. Đấy, chẳng thà là nó tầm khoảng cỡ 20-30 ngày thì ok. Đấy, nói chung là thuốc gì thì thuốc, nhưng mà nó trong khoảng thời gian đấy thì nó cũng đã qua cái thời gian cách ly gấp đôi, gấp 3 lần thời gian cách ly rồi. Cho nên là sẽ sử dụng sẽ an toàn hơn, và trong quá trình đấy thì mình có tưới tắm qua lá qua quả thì nó sẽ ướt át ướt rồi nó rửa trôi đi dần dần. Đấy, thì tất cả những cái vườn dâu tây nào thì người ta cũng sử dụng thuốc thôi, còn những cái vườn dâu tây hữu cơ hữu kiết này thì mình thực sự thì mình chưa gặp cái vườn dâu tây hữu cơ nào cả. Mình đi cũng khá là nhiều vườn nhưng mà chưa gặp cái vườn dâu tây nào hữu cơ, mà mình không biết được là họ có hữu cơ hay không cơ, bởi vì họ phun thuốc mà họ có, mình có biết được đâu. Mà trên cái lá trên cái quả họ không thấy một cái vệt vệt thuốc nào ấy, nhưng mà họ phun cái gì thì mình không biết được, tại vì bản thân mình làm đây thì mình cũng có những cái loại thuốc mình phun thế, nhưng mà nó cũng không bám lá, nó cũng không bám quả, nó chả để lại một cái màu mè gì ở trên trên cái lá cái quả cả, thì người ta vào vườn hái xong người ta biết được đấy. Thì bây giờ cảm nhận bằng mắt thì sao biết được, chẳng lẽ là có mấy quả dâu bây giờ bảo là chỗ này sạch chỗ này không sạch, cãi nhau hay là mang đi kiểm chứng xét nghiệm này nọ các thứ, thì nó rất là mất thời gian mà cũng chẳng có ai rảnh để đi làm cái việc đấy cả, nên là mình cũng phải hết sức là lưu tâm đấy. Nhưng mà mình cũng nhắc nhở thôi chứ không phải ai cũng làm thế, vì ai người ta làm người ta đã bán ra mà người ta ăn trực tiếp thì người ta cũng phải có cái lương tâm trong cái công việc đó ấy, nó phải tầm tầm như thế nào thì mình mới dám bán, chứ còn nếu mà không thì thôi bớt đi vài trăm nghìn nhưng mà cũng chả giàu lên được, thì thôi từ từ đã. Mình làm ví dụ như khu vực này mình làm giống, thì mình nói thẳng là mình làm giống thì lâu lâu mình cũng có phun thuốc nó thiệt, nhưng mà khu vực nào mà mình để ăn thì mình không phun thuốc, hoặc là mình phun thuốc nhưng phải có cách ly, và mình phun những cái loại thuốc nào mà được có trong danh mục được phép sử dụng. Đó, cái trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật đó, nó được phép sử dụng và cái thời gian cách ly mình tuân thủ và mình kéo dài nó ra đấy. Ví dụ như là 7 ngày thì mình làm x2 x3 lên 21 25 ngày thì mình mới bắt đầu mình hái mình bán đấy, còn cái lứa trước ấy thì mình bỏ hết đấy. Ok, như vậy là mình cũng đã giải quyết thắc mắc cho mọi người. Bây giờ tí nữa mọi người chờ phần cuối video thì mình tí mình về mình quay cái video đấy, mình ráp vào trong cái video này để ra những cái nhãn thuốc cho mọi người mua sử dụng, đối với những cái bạn đang gặp trắc trở trong cái vấn đề là bệnh cho dâu tây như thế nào. Mà mình tin nha là cái này rất là nhiều người mắc phải, và đặc biệt á, là những cái bạn mà đang trồng với cái mục đích là kinh doanh, vì họ mới về họ trồng được một vài trăm cây á, 1-2-300 cây hoặc vài chục cây thôi, nhưng mà họ đang gây giống để bán á, thì là họ lại loay hoay, họ không biết là sử dụng cái thuốc gì đấy, có khi là nó bị hết nguyên vườn, thế bắt đầu là nó bị hỏng hết các cái dàn lá dàn cành dàn quả
Đấy, dằn là dằn lá, dằn quả, dằn ngọn của nó, dằn cây giống của nó. Thế xong rồi vứt hết, xong rồi đâm này nản. Nản rồi xong bắt đầu là bỏ, mất tiền oan rồi thì là mọi người xung quanh là bảo là không trồng được đâu, cái này này kia các thứ. Đấy thì mình tin là video này của mình sẽ giúp được vài bạn. Đấy, có thể là vài bạn thôi, nhưng mà bạn ấy xem được cái video này của mình và bạn ấy làm theo thì sẽ giúp được những cái bạn ấy vượt qua được những cái khó khăn trong cái quá trình trồng dâu. Đấy, mình xin cảm ơn tất cả mọi người. À, nhớ 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 chờ hết cuối video để xem cái thuốc ấy là cái thuốc gì cho mọi người và cái cách xử lý nó là sao, phun bao nhiêu ngày, phun lại một lần và phun đổi thuốc, đổi qua đổi lại như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sau ở cuối video nhé. Một số các bạn hỏi mình á, thì cái dâu tây bạch tuyết nó có trồng được ở khu vực phía miền Nam hay không, thì mình trả lời là có nha mọi người. Đây là bạch tuyết má hồng này. Đấy, cây nó ra đậu hoa rất là nhiều luôn nha mọi người. Đấy, quả như thế này thì là lứa 2, lứa 3 thì nó bé rồi. Đấy, thì nó không được to như quả lứa 1 nữa. Nhưng mà quả thì mọi người thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 quả trên hai cái chùm dâu này. Đấy, 13 quả đó, dâu tây. Thì mọi người nghĩ là trên đây đang còn ra hoa tiếp này. Đấy, bên này đang còn có hoa tiếp này. Đấy. Thì mọi người thấy là cái khả năng có được hay không được á, là biết biết ngay rồi đúng không? Còn bên này là Hana này. Đấy, Hana thì nó vẫn ok, vẫn đều 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 thôi, nó cũng tèn 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 thôi. Chứ nó cũng mình cũng trồng nghiệm chứng lâu rồi, cũng ok rồi. Đây này, Hana này. Đấy. Nó cũng lớn, nó cũng đẹp mà. Hay quay thêm cho mọi người xem một lồng vào trong cái clip để nhiều khi mọi người xem cho đỡ chán nhá. Bên này thì là bạch tuyết ngọc trai nha mọi người. Má hồng thì nó cái cọng này nó ngắn lắm nè, cái cọng này ra nó ngắn lắm. Còn bạch tuyết ngọc trai thì nó dài hơn và quả của nó thì nó đều hơn. Ngọc trai thì nó trắng như là viên ngọc trai, còn cái này thì nó lại không trắng như viên ngọc trai. À đâu, cái kia má hồng dưới quên. Cái này ngọc trai thì nó trắng như là cái viên ngọc trai, còn cái kia má hồng thì nó chín thì nó hồng hồ hồng lên. Đấy. Cái này nó lại có cái sự khác nhau nha, cái bộ lá nó lại có cái sự khác nhau. Lá của bạch tuyết ngọc trai thì nó to hơn. Đây, cái cây của nó đây. Nó to hơn, nó cao hơn. Còn lá bạch tuyết má hồng ấy, nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn mà cây nó lùn hơn nha mọi người. Trồng được cây hoa hồng này mọi người. Bông ra rực rỡ từ Tết đến giờ luôn, vàng với trắng ở trong, nó màu vàng sau nó nở ra nó màu trắng. Đây, như đã hứa thì mình sẽ quay cho bạn các bạn các cái dòng thuốc để sử dụng cho cái bệnh phấn trắng trên cây dâu tây mà mình cảm thấy là hiệu quả, cho đến cực kỳ hiệu quả nha mọi người. Đối với những cái cây á, mà nó chớm bị á, thì chúng ta có thể lựa chọn các cái loại thuốc hai như hai gói này. Nó chớm bị hoặc là đang bị với cái mật độ là vừa phải, với lại là mình phun thì có 10 cây, 20 cây hoặc vài chục cây á, thì mình cũng không nên không mua được cái chai nó to, hoặc là mua cái chai nó phun nó lượng nước nó nhiều á, thì mình xài nó sẽ rất là lâu hết và nó sẽ gây lãng phí á nha mọi người. Đây là cái gian thuốc của mình, thì mình không phải nói chứ mình bán, mình cũng giới thiệu mọi người là mình bán cái này lâu rồi. Đấy, thì gian thuốc của mình rồi, cửa hàng của mình đây, nói chung là cũng khá là nhiều mặt hàng mà bán cũng gần chục năm rồi, cho nên là nhìn cái tiệm nó cũ lắm mọi người. Rồi ok, thì mình sẽ đi vào từng cái loại thuốc nhá. Đây là cái này là Daconin này của Nhật này. Đấy, nhà sản xuất của cái gì đây không biết, Biotech Kaka Tokyo Nhật Japan gì đó, nó tên là Daconin 75 VRP. Thì cái hàng này của nó cũng trị phấn trắng nha mọi người. Đây này, đây này, phấn trắng thán thư các thứ. Thì nó được đăng ký như này là nó cũng có cơ quan, có phòng thí nghiệm họ test tiết các thứ thì nó ra được, nó hiệu quả thì họ mới đưa được vào trong cái danh mục hướng dẫn sử dụng này. Đấy, cho nên là mình sử dụng và bản thân mình sử dụng thì cũng thấy ok. Với lại bảo là trên bao bì thì nó có rất là nhiều các cái bao bì thuốc, nhưng những cái bao bì thuốc ấy hầu như là nó ghi rất là nhiều bệnh, nhưng mà hả, cái trong cái này này, trong cái hướng dẫn sử dụng bệnh hại cây trồng này này thì nó lại không ghi, nhưng mà nó lại ghi ở mặt trước cơ. Đấy, nó lại ghi ở cái mặt trước cơ. Đó, đi mặt trước rất là nhiều các cái thông tin này nọ rồi nó quảng cáo ấy mọi người. Nhưng mà có những cái loại họ chỉ cần ghi đúng một chữ thôi thì nó lại dùng rất là hiệu quả. Đó. Còn những cái loại mà ghi
nhiều quảng cáo, nhiều hình ảnh các thứ đồ ấy, thì nhiều khi nó lại không ra cái gì. Đấy là mình chia sẻ trong quá trình làm của mình thì mình nói thiệt thôi đấy, chứ không phải là gì đâu. Đây như cái chai này đây chẳng hạn, mình không nói là nó xấu đâu, vì từng cái loại nó có từng cái công dụng khác nhau, nhưng mà mình bán cái biết cái chai nào á, mình biết cái loại nào mình dùng cho cái đúng cái loại gì và dùng cái liều lượng như thế nào. Như đây này, nó ghi này: nấm hồng rỉ sắt tảo đỏ thán thư fusarium xì mũ nút thân phấn trắng đốm thối trái, nói chung là nó ghi tùm lum hết. Nhưng mà đăng ký á, đây này, đâu rồi đăng ký của nó đâu rồi? Cái này thì nó ghi là mỗi cái này thôi. À, đâu rồi, dùng ghi thu hoạch cho cái vi khuẩn. Nói chung là cái này là vi khuẩn và rửa vườn thôi, chứ còn ba cái này thì là chỉ ghi cho nó có thế thôi, chứ còn mà ơi, chờ một tí, đang bận làm cái này cái đấy. Thì là đây là một gói là Daconin này, giá cả của nó thì nó rơi vào khoảng 50k ở à đâu hơn chứ, 50k là nhập vào. Ôi dồi ôi, 50k họ bán ra cho khoảng 60-70 nghìn gì đấy, thì tùy các nơi, nhưng mà cũng có một số hiện tượng là báo là có thuốc giả nhá. Thứ hai là cái gói này khá là thông dụng này, gói này đi Domingo Gold của tập đoàn Syngenta này đấy. Đấy, gói nó không có cái hình gì hết mọi người đấy, nhưng mà xài nó rất là hay nhá, nó hàng cốm nè. Đấy, hàng này thì nó không có đề là bệnh phấn trắng đâu, có không nhỉ? Không có. Thuốc lá chết cây con, chết nhanh đốm lá, sương mai thánh thư, lết sọc, thì cái hàng này nó sẽ không có cái đăng ký đấy. Bởi vì mọi người phải hiểu là như thế này, nó đăng ký cái này á, càng nhiều thì nó càng mất nhiều tiền, nhiều công ty nó sẽ đăng ký rất là ít đấy. Như công ty này nó hàng của nó là chất lượng, nó đăng ký ít thôi nên nó phun rất là nhiều loại đó. Thì đây là loại thứ hai, còn đây là loại thứ ba. Loại thứ ba này là tên là Marivit nha. Miravit chứ, quên, Marivit 200 SC. Cái này của hàng có logo của Syngenta này đấy, logo Syngenta này mọi người thấy không, là của tập đoàn Thụy Sĩ nhưng mà nay nó bán cho Trung Quốc rồi. Đây này, logo Syngenta này đấy. Thì là khi mà cái vườn của bạn nói chung là bị rất là nhiều rồi đấy, bị nhiều mà bị nặng rồi đấy, thì các bạn nên mua chai Marivit này. Miravit này, Miravit này thì nó sẽ hiệu quả hơn, nói chung là gấp đôi hai loại này đấy, mà cái giá của nó thì cũng cực kỳ là chát đấy. Người ta bán ra thì thường thường khoảng 150 nghìn một chai, chút xíu như thế này thôi đấy. Cái loại này thì có 50 nghìn một gói này, 60-70 nghìn một gói này, nhưng mà loại này người ta bán đến 150 nghìn một chai lận mọi người ạ. Cho nên là tiền nào thì của đấy thôi, cho nên là khi mà bị thì mọi người nên sự cân nhắc sử dụng. Nếu mình bị nhẹ bị ít thì mình sử dụng hai loại này, còn mình bị nhiều và bị nặng thì mình sử dụng loại này đấy. Liều lượng phun á thì là một chai này mình sử dụng cho được 100 lít nước nha mọi người, 100 lít nước. Cái gói này mình sử dụng cho được 40 lít nước, cái gói này mình sử dụng cho được 100 lít nước nha mọi người. 100 lít nước là thông dụng rồi đấy. Đấy, 100 lít nước thì mình chỉ nói như thế thôi, còn các bạn về các bạn phải tự căn ke, các bạn chia chiếc đồ ra cho nó hợp lý, chứ không thể mình tự chia cho mọi người, mình mở chai thuốc ra mình chia mình đổ là mình xịt cho mọi người coi được. Thì mình chỉ nói như thế là mong là các bạn sẽ tự tìm tòi và các bạn hiểu được đấy. Thế còn nhiều khi mà phun thuốc thì phải nên đúng liều, tuân thủ quy tắc 4 đúng mà, đúng bệnh này, đúng liều lượng này, đúng thuốc này, và đúng cái đúng bệnh, đúng thời điểm này, đúng liều lượng này, đúng thuốc này, còn gì nữa đúng này. Mình cũng quên bố nó mất rồi, học nhiều bây giờ lú luôn rồi mọi người. Tuân thủ những cái quy tắc đấy mình làm đấy, chứ đừng có phun quá liều. Phun quá liều thì nó sẽ gây ảnh hưởng xấu tới cây và có thể là nó gây sẽ chết cây luôn đấy mọi người ạ. Đấy thì là một trong những cái chia sẻ tâm đắc của mình trong cái bệnh phấn trắng cho cây dâu tây này đấy, mà cực kỳ là hiệu quả nha mọi người. Phun phát là chỉ cần đứng liền đấy, phun phát là đứng liền, đứng hình liền, và không 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 ấy. Và mình nên, nếu mà vườn của mình đã bị rồi nhá, mình phun một lần nó thấy cảm giác là ok rồi, ổn rồi, thì mình phun khoảng cỡ 10 ngày sau hoặc tuần sau mình phun lại nhá, cho nó phát nữa, cho nó tiệt hẳn. Đấy, mình sẽ làm như thế để cho cái cây của mình nó
khỏi được hoàn toàn cái bệnh đấy, thì nó mới sinh trưởng phát triển bình thường được. Chứ nếu mà nó bị như thế thì mình khẳng định là toang thực sự luôn. Những cái vườn người ta trồng nhiều á mà người ta không chọn đúng cái thuốc người ta phun, hoặc không phun đúng cái thời điểm, hoặc là phun sai liều lượng các thứ, thì nó sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ lớn tới cái vườn đấy. Đấy, nên mình nói cho tất cả các bạn trồng dâu nói chung đấy, và một số các cái vườn dâu tây trồng lớn nói riêng, thì sẽ có được những cái kinh nghiệm của bản thân mình rút ra đấy. Chứ có thể là các bạn biết rồi, có thể các bạn biết ở cái này tao biết rồi, nhưng mà người ta cũng chưa biết đâu. Cho nên là mình rất là mong mọi người sẽ đừng có bảo là mày chia sẻ vớ vẩn các thứ đồ này kia, nhưng mà mình đọc được những comment ấy thì mình buồn. Nên mình chia sẻ thực sự với mọi người, và những cái nào thực sự là hiệu quả thì mình mới nói cho mọi người biết thôi. Chứ còn những cái nào mà mình phân vân hoặc mình đang lưỡng lự thì không không, mình không có đưa ra các cái video là vớ vẩn cho mọi người xem, mọi người không có đấy. Nói chung là như thế nhá. Rồi bây giờ mình vào mình ăn sáng cái đã, rồi rồi bye bye mọi người. Mình đăng cái clip này lên, hy vọng mọi người vẫn xem ủng hộ vô Tây Văn Sang, và để lại một lượt like hoặc một lượt đăng ký. Chứ dạo này like đăng ký nó thấp quá, nó mất đề xuất hết rồi mọi người ạ. Đấy, thì thôi mọi người giúp đỡ mình một lần này nhé.